Với hơn 40.000 di tích và khoảng hơn 3.000 di tích được xếp hạng là di tích cấp quốc gia, nước ta có nhiều lợi thế, tiềm năng để xây dựng và phát triển các di tích danh thắng thành những sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần quan trọng trong việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy những giá trị bản sắc văn hóa riêng. Tuy nhiên, trên thực tế thì công tác giám sát, quản lý, trùng tu, bảo tồn và phát huy các giá trị di tích văn hóa vẫn tồn tại một số hạn chế, khiến một số di tích bị xâm hại và ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Phóng sự tiếp nối sau đây là một ví dụ điển hình. Năm 1993, Chùa Bảo Phúc được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích cấp quốc gia. Theo tích sử ghi lại, đây là nơi trước kia vua Lý Nam Đế đã từng ở. Một di tích văn hóa tâm linh, tưởng rằng phải được gìn giữ bảo tồn, thì nay lại bị hạ giải rồi bỏ đó. Những pho tượng đã mục ải, những cấu kiện của ngôi chùa cổ cũng đã mục rỗng, bởi công trình đã tạm dừng thi công quá lâu. Năm 2015, sau khi có quyết định được trùng tu bảo tồn lại thì một số những cái hạng mục của ngôi chùa Bảo Phúc đến nay đã trong tình trạng xuống cấp. Ở đây thì có hàng trăm những cái khối gỗ đều từ những cái kèo cột hoặc là một số những cấu kiện của công trình cũ. Đến nay thì những cái khối gỗ như thế này đều đã bị mục rũa và xuống cấp nghiêm trọng. Hiện trạng giang dở của di tích này đã được Truyền hình Nhân dân phản ánh. Ngay sau đó, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội đã có văn bản phản hồi. Văn bản chỉ rõ, di tích quốc gia chùa Bảo Phúc chưa thể hoàn thiện bởi chủ đầu tư chưa thực hiện đúng, nghiêm quy định của luật di sản. Trong đó, tự ý mở rộng quy mô, tự ý tháo dỡ khi chưa được Cục Di sản Văn hóa chấp thuận điều chỉnh. Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức chưa có biện pháp xử lý đối với tổ chức cá nhân dẫn tới di tích tu bổ dở dang gây bức xúc trong dư luận. Do là không phải là cái chủ đầu tư chuyên ngành, thế cho nên là cái công tác mà quản lý trên cái công trường, trên cái dự án tu bổ là nó cũng sẽ có những cái mà nó chưa tuân thủ được đầy đủ theo quy định pháp luật về di sản văn hóa. Cái gì mà đã làm mới nhưng mà phải chưa có ý kiến của bộ và ngành văn hóa đấy, thì cái đấy là thuộc trách nhiệm của địa phương. Trong cái việc điều chỉnh dự án này cũng cần phải tuân thủ cái nguyên tắc của cái mà thông tư 15 đã quy định là chúng ta có thể hoàn toàn dựng lại được một cái ngôi đình cũ trên đúng cái vị trí của nó. Vấn đề di tích bị xâm hại xuống cấp diễn ra muôn hình vạn trạng do nhiều nguyên nhân, có thể do thời gian, thời tiết, khí hậu. Tuy nhiên, đáng tiếc một phần nguyên nhân lại do việc tu bổ tôn tạo không được thực hiện đúng quy định, quy trình, nguyên tắc cơ bản. Điều này đã xảy ra tại nhiều địa phương thời gian qua. Tôi nghĩ rằng là có lẽ phải thay đổi về cái phân cấp quản lý di tích tại các địa phương, không để cho chính quyền tự động làm như này, phải có bàn tay của các nhà khoa học tham gia và cùng quản lý. Đập cũ và xây mới có thể là biểu trưng cho sự phát triển hiện đại. Thế nhưng với một di tích bị xâm hại, không còn yếu tố gốc, có thể vĩnh viễn mất đi giá trị lịch sử vốn có. Đó sẽ là sự đứt gãy về văn hóa qua mỗi thế hệ nếu không biết trân trọng gìn giữ.